Xin chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV sẽ giới thiệu với các bạn về cá heo, những điều thú vị về cá heo có thể bạn chưa biết. Cá heo là loài động vật có vú, có quan hệ mật thiết với cá voi, thường sống ở những vùng biển nông thuộc thềm lục địa. Có hơn 40 loài cá heo khác nhau trên thế giới. Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ. Tùy theo loại cá heo mang thai từ 9 đến 17 tháng. Mỗi lần chỉ sinh một cá heo con. Kích thước cá heo từ 1,2m cho đến 9,5m. Cân nặng từ 40 cho đến 10 tấn. Cá heo có thị lực tuyệt vời và thính giác cũng như khả năng sử dụng chức năng định vị điện tử để tìm vị trí chính xác của vật thể. Cá heo hít thở bằng một lỗ nhỏ trên đầu. Cá heo khi ngủ một mắt mở và chỉ có một bên não ngừng hoạt động. Cá heo có gấp 2 đến 3 lần tế bào trong tai so với người. Cho thấy khả năng tuyệt vời để phân biệt âm thanh cũng như sóng âm thanh tần số cao. Cá heo được biết đến như một kiện tướng bơi lặn. Do cấu tạo lớp da đặc biệt nên lực cản ma sát nhỏ, cá heo có thể bơi đạt từ 70 đến 100 km/h. Cá heo có loại có đến 250 chiếc răng nhưng không dùng để nhai thức ăn. Chúng chỉ nuốt. Cá heo có khả năng hiểu được ngôn ngữ hành vi đơn giản của con người. Với khả năng kỳ diệu vốn có của mình, cá heo có thể hiểu và sắp xếp các đồ vật thông dụng vào cùng một nhóm với nhau. Chúng hiểu cả âm thanh lẫn hình ảnh. Thậm chí phản xạ được với hình ảnh chẳng khác gì con người. Lý giải về điều này, các nhà khoa học đã khẳng định cá heo là loài động vật thông minh nhất thế giới, trong khi con người chỉ xếp thứ 3 về trí thông minh. Cá heo có khả năng nhận ra mình ở trong gương. Theo nghiên cứu, ngoài con người, chỉ có số ít loài động vật như khỉ, voi, chim ác tồn tại khả năng đặc biệt này. Mặc dù không có tay giống con người, nhưng một trong những điều thú vị của cá heo ấy chính là chúng có thể chỉ trỏ các vật đơn giản bằng những bộ phận khác trên cơ thể. Cá heo có khả năng tự chữa bệnh và tự lành vết thương một cách thần kỳ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cá heo là loài động vật duy nhất ngoài loài người mà cũng có những biểu hiện của bệnh béo phì. Khi huấn luyện viên dạy một chú cá heo các động tác cơ bản, chúng có thể truyền lại động tác ấy cho đồng loại của mình một cách nhanh chóng. Khác với những loài động vật khác, khi sinh con, đuôi cá heo sẽ ra đầu tiên thay vì đầu. Cá heo được trời phú cho một cơ quan định vị bằng sóng âm có thể phát ra các âm thanh. Nếu gặp một vật cản, các âm thanh đó sẽ được phản hồi lại, khi ấy, bộ não phi thường của chúng đã vẽ lên những gì chúng ghi được lại. Đồng thời cũng báo cho chúng biết được tình hình di chuyển tiếp theo của đối tượng. Chính vì thế, cá heo có thể cảm nhận các tần số cao tới gấp 10 lần tần số mà con người nghe thấy được bình thường. Mặc dù vốn được coi là loài động vật cực kỳ thân thiện, nhưng cá heo cũng có những tập tính giận người, mà điển hình là tập tính tung hứng con non lên khỏi mặt biển. Nghe qua tưởng chừng như đây là một trò đùa hết sức thú vị, nhưng thực tế, đó lại là một trong những cách con được trưởng thành đang giết chết con non để mẹ chúng có thể quay trở lại thời kỳ giao phối. Chính những điều thú vị về cá heo này đã khiến chúng trở thành các chiến binh, các điệp viên chuyên nghiệp, những kẻ thông minh phi thường chẳng loài động vật nào có thể sánh kịp. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn, nhớ nhấn like và đăng ký để xem tập tiếp theo nhé.